tàu chở hàng Việt Nam mắc cạn ở Philippines. Cảnh sát tuần duyên Philippines cho biết một tàu chở hàng mang cờ Cộng sản Việt Nam bị mắc cạn ở Philippines sau khi thủy thủ canh gác ngủ gật. Lực lượng cảnh sát tuần duyên cho biết chiếc tàu MV Globe 6 có trọng lượng 4.373 tấn đang đi từ Sài Gòn cho đến thành phố Davao với hàng hóa là gạo và bị mắc cạn giữa đảo Dagobert và đảo Ligaw ở tỉnh Antique của Philippines. Trên tàu có 25 thủy thủ. Kính thưa quý vị, cảnh sát tuần duyên Philippines cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng ngay lập tức nhân viên PCG đã đến vùng biển lân cận để kiểm tra con tàu và những thiệt hại có thể gây ra như tràn dầu và tiến hành điều tra ban đầu về nguyên nhân của sự việc hàng hải này. Kính thưa quý vị, một bài đăng tiếp theo cho biết, theo lời kể của thuyền trưởng Nguyễn Hoài, là thủy thủ canh gác được gọi tắt là OOW đã ngủ gật khi sự việc xảy ra. Theo Captain đưa tin, cảnh sát tuần duyên cho biết các thợ lặn của cảnh sát tuần duyên Philippines được gọi tắt là PCG trên tàu BRP Cape Ignacio MRV 4411 đang trên đường đến vùng biển lân cận để kiểm tra tình trạng của thân tàu bị cạn. Kính thưa quý vị.